các điệu xếp thứ tự, tức là thứ nhất là Seattle Rock, Van Boston, những điệu này là chậm các bạn, chậm, và nó thường thường là tempo nó tối đa là ví dụ như Seattle Rock và Boston, Seattle Rock là nó chậm, Boston cũng chậm, Van thì nó có thể nó chung chung một chút. Nhóm thứ hai là Seattle Short hành khúc, nhóm thứ ba là Bolero Rumba, nhóm thứ tư là Tango Ballad, nhóm thứ năm là cha cha dân ca cha cha, thứ sáu là rap hip hop người ta biết, nhóm thứ bảy là twist, nhóm rock and roll, nhóm thứ tám là cha cha rock swing, nhóm thứ chín là disco swing và nhóm thứ 10 là rock các bạn. Thì nó gồm có 25 nhóm điệu. Thì chúng ta thấy là điệu xì lô rock van boston thì chúng ta sử dụng là piano string là để điểm các bạn. Piano string rồi có thể là chúng ta dùng tiếng chuông như điệu. Ví dụ như điệu Van Boston thì ta Van là chúng ta dùng tiếng chuông, tức là tiếng vibration. Còn solo của Seattle Rock thì chúng ta cũng dùng những cái tiếng như là clarinet, saxo, trumpet hay guitar điện vân vân. Chúng ta lưu ý cái này. Điệu Seattle Sharp thì nó tempo nó cũng chậm. Nó cao lắm là nó 70 thì chúng ta dùng là piano, guitar. Còn hành khúc là một loại đặc thù cổ điển. Cổ điển người ta dùng chủ lực là những cái tiếng accordion, harmonica. Các bạn lưu ý cái này. Nhưng mà solo hành khúc thì ta dùng trumpet, ta dùng trumpet hay là những cái tiếng mạnh mẽ ha, tiếng brass vân vân. Trong khi xì lô sọp thì chúng ta dùng những tiếng lãng mạn ẻo lả, chẳng hạn như saxo, guitar thùng vân vân. Rồi bây giờ tới là bolero rumba là nhóm sến, thì chúng ta thấy thằng điểm của nó là nó vẫn dùng là guitar, guitar rồi guitar điện, guitar tiếng chuông, saxo vân vân. String thì các bạn ở trong cái rumba này, string và tiếng brass là khi điệp khúc, các bạn lưu ý cái này. Bolero chủ yếu là nó lấy từ cái tiếng guitar. Rồi qua là nước chạy thì chúng ta dùng tiếng chuông. Ngoài ra ta ít có đánh brass khi nào mà chuyển qua điệp khúc các bạn. Còn cái điệu tango ballad thì nó là thuần túy là cổ điển, thì ta dùng những tiếng như là accordion, guitar thùng, hay là những số nhạc cụ dân tộc, các bạn lưu ý cái đó. Còn điệu cha cha dân ca cũng vậy các bạn. Nó không có điểm nhiều mà chỉ dùng các nhạc cụ dân tộc thôi. Cho cha dân ca như cái bài giống như là Tơ Hồng vân vân, hay là Về Quê, hay là bài Em Đi Chùa Hương vân vân. Còn ba cái điệu nhóm điệu mới, cái này dạy mới nữa các bạn. Điệu 8 beat thì có từ năm 70. Điệu rap thì hip hop có từ năm 80. Người ta sẽ sử dụng những cái tiếng như là tiếng organ, rồi tiếng piano, rồi tiếng guitar chúng ta điệm. Các bạn lưu ý cái này, tempo của ba điệu này thì điệu rap và hip hop thì nó khoảng 85, còn 8 beat thì nó khoảng 100, trăm hơn ngoài. Trong khi twist là cái loại cổ điển, twist rock and roll thì ta điệu chủ yếu là piano, ta điệu chủ yếu là piano, và khi mà đánh đờn thì ta dùng là saxo, rô saxo, và rock guitar vân vân. Thì ta lưu ý cái này là twist là những cái loại thể điệu là nhạc nhạc rock đó các bạn. Còn cha cha rock, cha cha rock thì chúng ta dùng những cái nhạc cụ giống như là brass là chủ lực để điệm, trumpet để solo vân vân. Còn swing là nhóm mà nó có là nguồn gốc để nó đẻ ra disco, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nhóm nhạc cổ điển giống như là cái điệu hành khúc các bạn, tức là accordion với lại harmonica vân vân. Còn cái điệu disco và swing này thì chúng ta thấy disco là cái thể loại mạnh nhất, chúng ta nên dùng những cái loại như là brass khi đổi qua swing á các bạn. Những cái điệu như là rock này, cha cha rock này, ta dùng swing string, người ta đánh điểm. Còn disco ta dùng techno brass, soul thì ta dùng tiếng guitar với tiếng ồn để điểm, để cái lối điểm này nó nghèo hơn. Còn điệu rock á thì chủ yếu là chúng ta điệu giống như là rock and roll các bạn, chúng ta điệu nó đều thôi, và chủ yếu là người ta đánh đánh móc đơn nhiều và cái đàn solo quyền band các bạn. Chúng ta thấy có những nhạc cụ như là saxo tenor ha, rồi clarinet các bạn, tiếng clarinet này nè các bạn, clarinet, clarinet này chúng ta mới đúng thực tế nó là mới là nó mới mới bend được các bạn. Chúng ta lưu ý cái này, ví dụ của bend thì nó có la clarinet ha, rồi chúng ta thấy có tiếng crow saxo, tức là saxo mạnh các bạn, đây là saxo hè, gọi là saxo thường các bạn. Saxo thường thì chúng ta những nhạc cụ nó thích tích lãng mạn ha, thì chúng ta bend, hoặc là nhóm thứ nhì là nhóm thứ ba, tức là guitar điện và guitar thùng các bạn. Còn ngoài ra không có nào tiếng band được, tiếng guitar điện là tiếng này đó, là nhóm guitar. Rồi nhóm guitar rock các bạn,
thì chúng ta ban được guitar thùng, guitar rock, guitar điện, guitar thùng đang đưa. Và chúng ta ban được các bạn, các bạn sẽ ban vô. Vậy tóm tắt lại thì chúng ta chỉ có 3 loại để ban thôi. Thứ nhất là tiếng kèn, saxo, clarinet, saxo, clarinet, guitar thùng, guitar điện, vân vân. Còn một mặt lại thì chúng ta không có ban. Các bạn nhớ là cách đánh tiếng sáo nó cũng khác. Tiếng sáo thì chúng ta chỉ có luyến thôi, tức là chúng ta rung thôi các bạn. Thì là clarinet chúng ta cũng tiếng harmonica chúng ta lại có rung được, luyến được. Và tiếng sáo chúng ta thấy chúng ta tremolo nha các bạn. Band chúng ta sẽ học cái band thế nào, đó là nhạc cụ được band ha. Tiếng trumpet là không có band nha các bạn, tiếng trumpet là không có band, piano không có band, tiếng tenor saxo hay là saxo thường hay là harmonica cũng có band. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy có tiếng guitar thùng. Chúng ta thấy là chúng ta đẩy band được. Chúng ta thấy có cái band chúng ta đẩy như này. Và ngoài ra chúng ta thấy có cái tiếng guitar rock đó các bạn, guitar điện. Rồi, tiếng guitar rock nữa các bạn thì chúng ta lưu ý mấy cái tiếng đó. Chứ chúng ta mấy cái trường hợp khác chúng ta không có band được nha các bạn. Ngoài ra những tiếng khác thì chúng ta không có band được, thì chúng ta sẽ học cách sử dụng bad beach band và cách sử dụng những nhạc cụ dân tộc đánh như thế này. Trên cái đờn các bạn, thì tôi phải tăng bô, tức là tăng bô cái tiếng lên cho nó cao lên. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, các bạn thấy là cái cần bên đây, cái nút bên đây là cái nút nút rung các bạn, nút rung cái tiếng, nút modulation là rung, xài cho những cái tiếng mà tiếng kèn saxo vân hay là guitar ta rung chút. Ngoài ra chúng ta không có dùng tiếng khác. Chúng ta thấy là khi mà band đó thì có nhạc cụ là saxo, rồi saxo, clarinet và guitar điện. Thì chúng ta thấy, chúng ta thử lấy một cái saxo thì chúng ta thấy là có ba loại band các bạn. Cái band mà band đẩy tới, ví dụ ta đánh từ đô, rê ta đẩy. Đô, rê, đô. Ta bấm rê ta đẩy hết lên các bạn. Thì đó là band 2, thường thường là band 2 tức là rê thành mi. Ví dụ, rồi, rồi, nâng. Chúng ta band lên thế các bạn, đẩy từ từ. Đó là bên đẩy tới, đó là làm bên đẩy tới ha, là bên đẩy tới. Rồi bây giờ chúng ta có lại bên mà bên lớn, tức là bên mà nó echo, tức là nó lùi về như chẳng hạn như bài này, chúng ta thấy ta kéo xuống, ta đẩy nhẹ lên. Nó làm gì, nó luyến lớ cái thôi ha, tức là band kéo nhẹ về, ta kéo xuống nhẹ xuống, ta đẩy lên như ta đánh. Ta kéo xuống cho nó giảm xuống, ta gọi là band xa đó các bạn. Band xa tức là band lớ thôi ha, band lớ. Còn bài này là band đẩy. Ta có ba loại band trong cái nhạc cụ của Tây phương á, chẳng hạn như một cái band nữa là cái band mà band luyến, tức là trả về chẳng hạn, ta đẩy hết trước, ta kéo này trước, ta kéo cái nó này trước, ta kéo nó này xuống, và đồng thời chúng ta đánh cái nó này ta đẩy lên. Khi ta mới ta đánh nốt đô, khi ta kéo ta đánh nốt đô này, ta trước khi ta đánh nốt đô này xuống, ta kéo nhẹ xuống, rồi ta kéo xuống, ta đánh, ta kéo xuống trước, ta đánh, ta đẩy, nó bên lớn các bạn. Hãy dùng trong những cái bài bên lớn, tức là cái loại bên mà chúng ta đánh, cái loại nó khó nhất khi các bạn tạo, đó là cái bên lớn đó là khó. Đánh bên lớn và bên đẩy thì các bạn biết rồi, nhưng mà luyến có thể có thời gian ta tập mới được, chứ không lúc đầu nó khó lắm. Chẳng hạn như ta đánh nốt đô, mi si la đô, là ta đánh, thấy không? Tức là nốt nó sẽ từ thấp lên cao. Thì pha rè ta luyến, đó
bên đó là bên lớ, còn bên này là bên bên luyến. Luyến. Nhưng mà bác các bạn cũng đừng lạm dụng cái bên luyến nhiều quá thì nó sẽ không hay cái mặt, ta đến đích thôi. Rồi chúng ta sẽ học cách sử dụng những nhạc cụ trong dân ca, tức là đánh tiếng sáo thế nào cho hay ha, rồi đánh tiếng đờn tranh. Thủ pháp đánh tiếng sáo và tiếng đờn tranh khác nhau, các bạn lưu ý cái này. Như đờn tranh cái ngón lui ta đánh ba nốt liền. Hay là ta đánh tới. Ta đánh lui về. Ta đánh bát độ. Tremolo. Hoặc là ngón á các bạn, ta thấy ngón á đây. Ngón á là chúng ta đánh không có be mà chúng ta nhúng vậy nè. Mình ta đẩy cái be nhẹ nhẹ các bạn, ngón á lớn nè. Cái lớn lớn thôi. Ngón á chúng ta nhúng cái be ta đẩy vậy nè các bạn. Nó không có be, nó không có be các bạn. Hoặc là đường tranh chúng ta rải, cái này chúng ta coi cái đánh này. Ta kéo xuống. À ta kéo từ này, kéo kéo một giây. À ta kéo. Chúng ta làm lại cái bài đó là bài tình xưa nghĩa cũ. À chúng ta làm như thế này. À ta kéo xuống. Rồi ta kéo xuống. À ta cả trả về. Ta kéo xuống. Hoặc là tiếng 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 sáo các bạn, tiếng sáo thì chúng ta chỉ có rung thôi chứ chúng ta không có à vậy nè. Đây là cái bài chiến sứ ngày xưa. Chúng ta đánh thế này, chúng ta đánh theo chỗ này, ta đánh cái phím cao. Nó không có luyến các bạn, nó không có luyến mà không có lấy mà chúng ta chỉ có giống như tiếng chim nó nhảy nhót à. Và chúng ta phải đánh những cái tiếng nó theo cái thang âm dân ca nữa các bạn. Các bạn xin lưu ý các bạn cái đó là. Và khi một điểm là khi chúng ta lưu ý các bạn, khi mà chúng ta đánh